Hân hoan chào đón quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là bản tin: Trấn Thành tỏa sức làm tắc kè hoa trong live show. Danh hài đã cống hiến hết mình cho live show Bình Tĩnh Sống đêm qua. Tối ngày 24 tháng 4 vừa qua, đêm diễn cuối cùng của live show Bình Tĩnh Sống đã chính thức khép lại, ghi dấu nhiều cảm xúc và ấn tượng trong lòng các nghệ sĩ cũng như khán giả. Với số lượng vé cháy hơn mong đợi, thời lượng của live show cũng kéo dài ngoài dự kiến. Mặc dù quá 12 giờ khuya, nhưng mọi người vẫn nán lại tới giây phút cuối để chúc mừng cho Trấn Thành. Phần về nhân vật chính của đêm diễn, Trấn Thành đã có một live show hoàn hảo đến tuyệt vời. Và trên sân khấu nhà hát Hòa Bình tối qua, danh hài thỏa sức tung chiêu, thể hiện nhiều khả năng mà trước đây vẫn giấu như hát tuồng, nhạc kịch, ca cải lương, song ca cùng nhiều ca sĩ V-pop nổi tiếng. Những gì mà anh mang lại thực sự nhiều hơn cả một chương trình giải trí. Bình Tĩnh Sống chính là một món quà đặc biệt mà Trấn Thành đã dành tặng cho người hâm mộ, thay cho lời cảm ơn đã luôn theo dõi và ủng hộ anh. Trấn Thành xuất thần khi hóa thân thành nữ diva Beyoncé. Anh chàng hát lip sync một bản hit của nữ ca sĩ. Ngay sau đó, danh hài lại duyên dáng trong tà áo dài Việt hát ca khúc Sài Gòn đẹp lắm cùng những người bạn nghệ sĩ. Trấn Thành tiếp tục giả gái trong tiểu phẩm Tình Sử Bạch Tuộc. Trường Giang cũng góp mặt trong tiểu phẩm hài hước này. Trấn Thành lột đồ ngay trên sân khấu. Tiểu phẩm mang lại nhiều tiếng cười và cũng gợi nhiều suy nghĩ. Anh chàng thể hiện đủ khả năng hát tuồng, nhạc kịch và cải lương. Trấn Thành song ca cùng Đông Nhi ca khúc Em Xa Cách Theo Bình Yên. Cả hai đã có một màn phối hợp ăn ý và nhiều cảm xúc. Trấn Thành và Hoàng Châu. Nam thần Noo Phước Thịnh không thể vắng mặt trong đêm diễn kết thúc. Anh chàng ôm chặt Trấn Thành để chúc mừng live show thành công của danh hài. Tóc Điên và Trấn Thành với ca khúc Dừng Lại Ở Đây. Sau đó cô thể hiện bản hit Big Girl Don't Cry của mình. Anh cũng tự tin khi solo bản Cánh Hồng Phai, một sáng tác của Dương Khắc Linh. Live show khép lại đầy ấn tượng và cảm xúc. Trấn Thành xúc động chia sẻ cùng bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!